coi kỹ sư nông nghiệp rồi bông nè. Ê Năm này có atiso nè Năm, hái được rồi đó, hái đi Năm, hái đi, ừ đó. Kỹ sư nông nghiệp này trồng bông trồng hoa gì đâu thấy tè lèo tèo dữ vậy. Bên ơi hái xả chưa bên? Chưa hái. Để lát con hái. Đây cái này non quá Năm ha. Non quá mà hái ủng. Giờ quay mà chị bà cắt tí chứ hả? Không có cắt tí. Trời ơi. Đẹp quá xong nè. Cái này thiếu nước nè. Cái này kỹ sư nông nghiệp này thứ dữ. Ồ con muốn nè, cho vợ ngon nghe không? Ừ. Này giờ hái vô xào tỏi đi. Quậy ướt giờ gì bà? Ừ. Bà ngoại mới tưới mà. Ồ quá trời luôn nè. Hái ổi này coi chín rồi đó. Ồ quá trời ấy luôn. Quá trời đi sâu luôn nè, hái vô nấu ấy được rồi. Nè quay nè, đậu gồng nè. Ừ. Đó, đậu gồng. Nó thấy tao bí không nè, thấy tao bí gì nè. Trời đu đủ nữa nè. Trời ơi, ổi này chắc 3 tháng nữa được ăn được nè. Thấy cái nhãn nhỏ xíu rồi có bao bông gì họ? Ừ. Ê bông đó bông gì vậy nè? Cây này cây gì em biết tên. À cây bí. Cây đó cây mai đỏ. Ờ à, cái bí bí đó nó không đậu rồi. Đậu rồi bên kia kìa. Để quay chó nè. Đâu. Lúc kia đi đâu hả à, lúc kia? Tái bên kia bự nè. Đi không hả, hái chỏi vậy không hả, có trái ổi chín hay kìa. Ừ. Ổi đâu? Ở ngoài kia, hôm qua ngoại nói, không biết có không. Bữa hồi nói mấy ngày trời hư rồi quá trời này mà đậu luôn quá trời này ấy luôn ơi. Ừ. Coi hái không bí vô chiên gì ba này hái. Ừ. Luôn đi hái bí rồi để bỏ tủ lạnh chiên đi. Ừ. Thôi có mấy cái mà bên hái để chi rồi đậu gồng này mấy cái này già dạ, trời quá trời ổi luôn á Năm. Ê Năm ổi là chị mua hay là ổi nè 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 hả? Hái, hái, ừ. Hái không hái đi. Ừ. Cái này còn ngon không? Ừ. Cái này còn ngon nè. Rồi có cây ớt nữa nè. Mẹ ơi. Quá nhờ lâu lát hai hái atiso luôn. Nè quay nè đậu gồng ta. Ừ. Trời trái quá trái luôn ha. Này hơi nắng. Nắng lẹo. Rồi. Hai mình được gỗ luôn rồi. Cái này già không Năm? Nè. Già gỗ. Già hen. Nè mấy cái này nó vừa ổi nè. Trời quá trời luôn, ổi quá trái luôn, có ngắt bỏ không ta? Ngắt bỏ để chi? Ngắt bỏ chi? Ngắt bỏ bớt. Rồi được cây ớt nữa nè. Dưa leo nè. Đâu? Dưa leo hả? Rồi có được trái nha. Ờ dưa leo có được trái. Gì vậy không ta? Dưa gì à? Trời ơi, đậu gồng quá trời trái luôn mà này già. Này hơi nắng á Bi. Nắng. Bây giờ sáng người ta hái chị. Ê, không hái. Con hái con bí này vậy. Con bí. Chị ba quay không? Quá trời đẹp luôn. Cái này phải sáng sớm. Mấy chị đi. Để dành rồi. Quá trời tây sơ luôn. Ở bên đó luôn luôn, ở rất không nè. Kéo vô đi. Mới tắm trong qua nãy rất xong cho anh ngủ ngoài. Ừ. Quá trời bông luôn. Hái vô. Đi mà đi vậy là nó bị ấy đọt hết trơn. Tạp đọt. Đây thành quả sau một buổi hái. Đó. Được một lỗ. Lát xào chiên hộp và tan.